nguyên tổng giám đốc Ocean Bank bị bắt. Chiều vào ngày 28 tháng Giêng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với bà Nguyễn Minh Thu, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Ocean Bank về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Nguyễn Minh Thu, 42 tuổi, từng giữ chức tổng giám đốc dưới thời của ông Hà Văn Thắm. Sau khi ông Thắm bị bắt vào tháng 10 năm 2014, bà Thu đã được Hội đồng Quản trị ngân hàng này bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời thôi giữ chức Tổng Giám đốc. Việc cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam bà Thu là diễn tiến tiếp theo trong việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ocean Bank. Như vậy thì liên quan đến vụ án này, đến nay có 3 cán bộ cấp cao của ngân hàng này là ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, bà Nguyễn Minh Thu, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Hoàng, nguyên phó tổng giám đốc Ocean Bank. Cuối tháng 12 năm ngoái, ông Hà Văn Thắm bị khởi tố vì cho vay gần 25 triệu Mỹ Kim không đúng quy định. Ông Hoàng đóng vai đồng phạm sau khi ông Thắm bị bắt. Trên mạng Internet xuất hiện một số đoạn băng ghi âm. Những người tung lên mạng đã mô tả đây là những cuộc hội thoại của ông Thắm khi ông trao đổi việc làm ăn với các nhóm lợi ích. Người bị ghi âm trong các đoạn băng đã đề cập tới tên của một số vị lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam.